Rồi đốt đi. Em đốt nha. Rồi bấm xong chưa? Sao vậy? Rồi một đứa đầu tiên là ngồi đốt nhà đi xuống cái đã. Đốt đi. Sau đây chúng ta xin đến với phần nghi thức. Đốt lên. Hôm nay xin hát một bài để chúc mừng sinh nhật Cường ạ. À, nửa bài từ chạy rồi vô sau đây để tiến hành nghi thức hôn lễ của đôi Tân Lan và Tân Gia Nhân. Bồ mày đâu? Đây quá phụ này là bồ. Sao nhìn thảm vậy? Không thấy được. Sao vậy? An tâm. Nè rồi có chệch vài cái cũng không sao, chệch vài tuổi cũng không sao. Nhưng mà đầu tiên là hai đôi hai con bồ câu già xấu xí thổi nén và ước mơ đi. Chúng ta im lặng. Tôi nhặt nền. Nhặt nền. Nên đổi chỗ. Cường có ước mơ nhỏ hay ước mơ lớn để tao biết tao đánh nhạc. Nhỏ hay lớn? Nó lớn. Lớn. Ước mơ lớn hả? Đúng là người nhỏ với ước mơ lớn chứ. Ước mơ lớn. Bài gì mày? Em đi xa quá. Em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một giấc mơ. Bước đi chứ. Nãy giờ có tắt camera không vậy? Không tắt, đúng rồi, tốt, tối mờ mờ vậy. Hay. Bây giờ đầu tiên á, là phần phát biểu của anh Kenny Cường. Đại gia Kenny Cường đến trong ngày hôm nay khi mà có đôi lời phát biểu. Đề nghị ngẩng mặt lên Kenny, mình đại gia mà. Đầu tiên là phong xích luôn coi. Xin lỗi này. Đầu tiên em cảm ơn mấy anh mấy bạn đã dành thời gian ở đây góp vui. Bạn cảm ơn mấy chú à. Chú cậu mùi gì mình cảm ơn mấy anh là sao? Chồng luôn cho trẻ, nó anh là nó cho trẻ thôi. Rồi gì nữa? Rồi thì em là em ở đây á thì em xin sẵn đây là em ước á là em ước cho anh Nghĩa á. Đúng. Là có bị gì à? Đó, cái này em hiểu đó của nó. Tiếp em. Lại quên vẽ rồi. Đâu có gì bước trước gan ký rồi, tự nhiên mà nói em. Nhạc bên ba cũng nói thoải mái. Nói đi em. Ừ. Nói chung là mày ước em cho hạnh phúc của anh Nghĩa đúng không? À em ước là em ước cho hạnh phúc của anh Nghĩa là anh Nghĩa sẽ sánh đôi cùng với ai? À em vậy. Anh Nghĩa sánh đôi cùng ai? Nghĩa sánh đôi với chị Thảo. Ok. Và đưa đây. Đây. Mời Nghĩa ngồi. Anh Nghĩa có đôi lời phát biểu. Mời Nghĩa ngồi. Chị Thảo ngồi đi. Đúng rồi, mới biết chị Thảo. Gãy ghẻ sư phụ ơi. Rồi. Anh Nghĩa có lời chúc gì nào? Chúc cho Kenny Cường. Thì cũng anh Cường là một người mới tạo được nhiều thành công trong trong cuộc đời tuổi mới mình thì có những cái niềm vui nhiều hơn, có những cái suy nghĩ chín chắn hơn. Chứ tao mày sợ nó suy nghĩ em chín chắn. À bây giờ mày tôi thả chút đi nào. Nghĩ em sợ gì? Hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc khi đến hạnh phúc. Lại quá lại quá lại quá. Và bây giờ chị nó tớ. Quá phụ. Nó chưa tên chưa. Vì
hồi qua chờ em đến để tổ chức sinh nhật ạ. Xong tổ chức sinh nhật cho mình hồi nào? Tổ chức sinh nhật cho Cường. Cường là sinh nhật của Cường ấy, em chúc Cường ngày càng đẹp trai hơn, học giỏi hơn. Đấy là cái xấu đó. Nó đâu có đẹp đó thường ơi, chúc gì nữa. Nói đi. Chúc người ta có tiền kìa. Trời. Em hứa không em hứa. Học giỏi là có rồi. Cái video bị cắt khúc một khúc rồi. Phải quay lại. Làm lại. À, nó chúc xong rồi, bây giờ tôi được thằng đây quá phụ Nhung. Quá phụ. Quá phụ hôm nay rất là được vinh hạnh để mà đến dự sinh nhật của chồng đó mà. Thôi để thánh cô chúc được. Thôi trời tao ghét nó. Chúc đi. Chúc đâu. Chồng có yêu mới. Rồi bây giờ tới lượt thằng bạn của nó nè. Mời mời bé. Bé Tuấn, bé Tuấn. Bé Tuấn, bé Tuấn. Em ngồi ghế này nhìn cái nó cho. Cường chúc Cường công trong cuộc đời. Có không được á? Con chúc nó có bạn trai sớm không? Mừng vậy. Nó không có chắc rồi. Có vậy hả? Nó bóng bạn trai đâu có bạn trai mà. Không có ai hết, đi tu. Chỉ có em bên cạnh thôi đúng không? Đừng anh, có phụ sẽ đâu lòng. Bảo. Bảo và Nhung nè, một cặp đôi hoàn hảo. Hai đứa mình chúc với Cường ha. Cường á là thuộc loại người á là đẹp trai chứ không dễ dãi. Cho nên hả? Chắc chỉ Nhung hết hàng rồi. Nhung cho biết là em hút hàng Cường bao nhiêu lần rồi? Chắc cũng 20 lần thôi ạ. Nó mới 19 tuổi thì 20 lần. 20 lần. Bắt mà chứ. Đây sau đây tới lượt anh Hôi. Anh Hôi Chiêu. Xin xin mời. Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật của Kenny Cường. Tự nhiên ông cao ổng. Bạn thứ 19. Chúc em có một buổi tiệc sinh nhật thật là hồng, nhận được nhiều hoa hồng. Hoa trắng hả? Hồng trắng. Hồng trắng hả? Không có chuyện hồng gì đó, hồng là chuyện không có biết được, hoa hồng thôi. Nhất là hồng ở chỗ cái mông. Dạ, ngày sẽ làm được nhiều cái thành công như Kenny Sang chẳng hạn. Gốc bia hạt đầy với hạt cao vậy, chúc mừng sinh nhật của Cường. Tự mày tí uống. Cái này là chốt đó. Thấy ham uống rồi. Ham uống rồi. Chúc Cường sinh nhật vui vẻ nha. Còn thằng Cường này. Trời ơi, phát đi. Không được. Đây là Cường bếp, nói chung là cũng không quan hệ với Cường này, khỏi chúc đi. Ben. Hai sinh nhật Cường đúng không? Trên danh nghĩa thằng anh thì em chúc em ưa giàu phải không? Mà anh cũng mong em giàu. Lý do em hiểu rồi đúng không? Chúc cho nó giàu vượt mức Kenny Sang. Vượt mức Kenny Sang luôn cũng được. Chứ mà em giàu mày chết sợ mất tài vô dụng quá. Rồi em ưa nghe đọc đôi này đi. Cặp đôi hoàn cảnh. Lấy này ra được chưa? Hai này Thảo có rồi. Rồi Thảo ba ba. Thảo ba chúc cái nữa nè. Thấy không sư phụ không? Rồi, thôi cái mặt như mặt heo ấy, đi ra ngoài đi. Bây giờ tiếp tục cao cho cố nè. Chúc đi. Sinh nhật Cường thì chúc Cường mọi sự đều như mày. Vậy thì bây giờ lời cuối cùng của sư phụ chúc Kenny Cường. Sư thiếu nữa, thiếu rồi, thiếu rồi gì nè. Đây chúng ta làm lại nè. Rồi, đó là lời chúc dành cho em rồi đó. Chưa, quay lại từ từ. Cường à, chúc sinh nhật vui vẻ nha Cường à. Trời ơi. Thôi dẹp các video. Rồi xong. Nhỏ này chắc cho nó uống thuốc kỳ. Đây coi. Nó ăn đỡ hơn mày con nhỏ mà nó yêu sao. Rồi bưng cái bánh ra. Đó thằng này còn chúc sinh nhật xong còn phá nữa. Giữ lại cây nữa chứ. Giữ lại để thắp cho sao cái hậu đó nữa. Sao hết rồi.